2 nè. Năm nay ha, dù gì em cũng 18 tuổi rồi, tới tuổi thi đại học rồi đó. Bây giờ anh coi em nên chọn trường gì? Trường nhân văn hay là trường sư phạm? Đường nào cũng về La Mã, đường nào cũng rớt giống anh, đường nào cũng nợ môn. Ý anh Hai là anh Hai bị nợ môn hả? Không. Anh Hai mày thì mày biết rồi đó, không lấy được học bổng thôi chứ sao nợ môn được. À, mà anh dặn nè, có đăng ký vào cái trường nào á thì đăng ký vào mấy trường kinh tế á. Mấy cái trường kinh tế hả? Nhưng mà em á đâu có chuyên về mấy cái khối tự nhiên đâu, sao mà đăng ký được? Nó không phải là thế mạnh của em. Em không nghe ông cha ta hay có câu phi thương bất phú hả? Và cái đời bây giờ cũng vậy á, câu này đúng hơn bao giờ hết. Ở cái thời bây giờ mà em không kinh doanh, em không buôn bán á thì làm sao mà em giàu được? Ủa, vậy là nói như anh Hai vậy á, là những cái ngành mà thuộc nhóm xã hội á là nghèo hay sao? Nghèo hay không thì anh cũng không dám chắc, nhưng mà trước mắt chúng ta thì đã có một cái tấm gương rồi đó. Anh Hai, công nhận là cái ví dụ của anh Hai thực tế dễ sợ đúng không? Thì dù gì anh Hai cũng học đại học mà, cái tầm nhìn của anh Hai phải rộng hơn mày một khúc chứ. Anh thấy anh Hai nói cũng đúng đó. Nhưng mà mấy cái ngành mà về kinh tế á không phải là thế mạnh của em, em cũng sợ lắm á anh Hai. Em không nghe một cái câu khác hả? Thà á đổ mồ hôi trên cái trang sách còn đỡ hơn rớt nước mắt trong phòng thi, đúng không? Đúng rồi, anh Hai nói chí lý. Em nghĩ rồi, vì có nhiều tiền, vì có thể có nhà, có xe, được mua sắm những thứ mà mình thích, em sẽ cố gắng hết sức. Phi thường bất phú. Phi thường bất phú. Được, được, được. Cho bao người qua. Chị Sáu ơi, chị Sáu Hợi ơi, đi chợ không? Em đi chợ nè, em đến em chờ nha. Đi lên quanh trong sân có con gà, có con gà. Đi lên quanh trong sân có con gà, có con gà. Ôi dạ, trời ơi, giấu đi, giấu đi. Che lại đi, che lại đi. Ủa sao che, sao giấu? May á, may là cái xóm người ta chưa có ra, người ta chưa có thức dậy đi chợ, người ta mà nhìn thấy vậy chắc chết luôn á. Ủa sao nhìn sao chết? Thì anh như chôn gà của nhà người ta, người ta phát hiện ra là người ta bắt chết luôn, lên phường là cái tội này nhục lắm luôn á. Nghĩ sao nói tôi đi chôn gà người ta, cái tôi mua đàng hoàng, con gà trống, con gà mái tôi mua. Nè, tức có nghĩa là ông gom hết tiền ông có được, ông đi mua hai con gà này đó hả? Là tiền thiệt của ông đúng không? Đúng rồi, tiền của tôi á. Trời ơi, bổn củ soạn lại. Ủa làm sao? Có bao nhiêu tiền đi gom mua để ủng hộ từ thiện giúp đỡ người ta nữa đúng không? Trời ơi, sao tôi khổ vậy? Thôi bình tĩnh đi. Thôi không phải vậy đâu. Hồi đó còn thấy còn dư dư thì còn đi ủng hộ từ thiện. Giờ nhà mình khó khăn rồi sao ủng hộ từ thiện hoài được. Cái này á, tôi tính mua hai con gà này, tôi về tôi làm kinh tế. Làm kinh tế? Con gà nó biết làm kinh tế luôn hả? Không, tôi làm. Bà không nghe người ta nói hả? Đẻ như gà hả? Từ hai con gà này, tôi sẽ cho tụi nó kết hôn với nhau, xong nó đẻ ra một loạt con gà con, rồi từ con gà con đó tụi nó sẽ giống như nhân giống với nhau, tụi nó sinh sôi nảy nở, từ hai con gà thành 20 con gà, 200 con gà, 2 triệu con gà, 2 tỷ tỷ con gà. Tôi sẽ là một doanh nghiệp chuyên về gà. Trời ơi, xuất sắc luôn. Quá dữ luôn. Nhưng mà nói nghe nè,
nó nghe nè, lỡ mình chưa mình nuôi nó chưa tới cái ngày đẻ mà nó bị chết rồi sao? Cái gì vậy? Sao vậy? Phục miếng nói lại. Trời ơi, tôi chưa kịp làm kinh tế vậy mà trù hai con gà nó chết sao? Cắn bả đi con. Không, nói thực tế, tại vì mình phải nghĩ đến cái chuyện xấu nhất rồi đó mới ra cái chuyện tốt nhất. Nói chuyện xui không à? Bà không biết tính toán gì hết. Cái chuyện làm kinh tế để trở thành tỷ phú gà để tôi tính cho bà không hiểu đâu. Đi chuẩn bị về làm mô hình kinh tế gà đi. Đi lên quên trung sân của con gà, con gà. Đi lên quên trung sân của con gà. Trời ơi, tỷ phú gà. Có chuyện gì mà ông cứ cười cười rồi dỗ đẹp em hoài vậy? Hết hồn luôn á. Sửa đùi con luôn nè. Sướng, sướng mới dỗ. Sướng, sướng lắm bà. Bà sướng thì ba dỗ đùi ba thôi. Ê, nhưng mà sướng cái gì? À. Sướng. Trời ơi là trời. Sướng cái gì nói như mọi người mới biết chứ. Nói hả? Sách này nè. Chỉ dạy nhiều cách nuôi gà và họ còn nói là nuôi gà chắc chắn sẽ thành công cho nên tôi nuôi gà là đúng rồi. Sướng. Nói về vốn quá à. Sách nào mà không dạy hay nói hay chứ mà nói dở ẹt vậy, dở ẹt á thì ai mà mua? Không, quyển sách này khác. Nói tỉ mỉ, nói chi tiết lắm. Mình nuôi gà mình chỉ cần giống như là kết hợp những chi tiết đắt giá trong cái quyển sách này với kinh nghiệm của mình đó, thì chắc chắn nó sẽ thành công thôi. Ở đây tôi đọc xong tôi tổng hợp lại thì tôi nghĩ ra là mình đã có cách nuôi con gà nó sẽ mập mạp, nó sẽ khỏe mạnh và quan trọng là nó sẽ đẻ thiệt là nhiều. Tao mày có suy nghĩ giống anh không? Bây giờ em nhớ lại đi, bây giờ em hồi tưởng lại đi. Đó giờ bà nuôi con chim chết. Nuôi con chó chết, con mèo chết. Vậy tới con gà thì như thế nào? Nói như anh hai vậy là bà nuôi con gà thì con gà nó sẽ... Nuốt cái chữ đó vô. Con mà nói ra cái chữ đó thì ba sẽ đem con ra ngoài xử giam. Qua cái khâu mà gọi là kiểm nghiệm lâm sàng nữa. Nhưng mà như vậy là cơ bản thành công rồi. Bà phải đăng ký cái bằng sáng tạo độc quyền mới được. Nếu mà có bằng đó thì ba được sản xuất hàng loạt thức ăn này luôn. Ông khoan đi. Khoan, mình đợi khi nào mà có kết quả rõ ràng rồi mình hãy đi đăng ký nha. Không, chắc chắn là được. Hai con gà của tôi mà ăn thức ăn này vô là bảo đảm nó sẽ to, nó sẽ mập giống như trí tưởng tượng của tôi. Con cảm thấy con quan ngại sâu sắc quá mà. Quan ngại gì? Con hãy tập lo lắng đi là vừa.
Con hãy lo lắng là khi mà ba sản xuất thức ăn này hàng loạt đó, rồi nhà mình sẽ giàu to, giàu to, giàu to luôn. Thật ra là con lo lắng cho hai con gà của ba hơn. Sao lo lắng cho đó? Cái thức ăn này có chắc chắn đâu. Nó bỏ gì tùm lum hết. Hả? Sao chắc chắn? Bảo đảm luôn nha con. Hai con gà của ba ăn vô là kiểu như nó phát triển một cách vượt bậc luôn. Ba, với cái tình huống này á, con nghĩ là chỉ có hai trường hợp xảy ra mà thôi. Trường hợp gì con? Trường hợp thứ nhất, con gà nó sẽ có thức ăn ngon. Trường hợp thứ hai là con gà nó sẽ thành thức ăn ngon của gia đình mình. Chuẩn rồi đó. Tâm bữa nay nó phát biểu một câu mà con rất là tâm đắc luôn. Mà tự nhiên nó nói là ông thèm nồi cháo gà hả ba? Đừng có mơ! Hai con gà của ba không bao giờ vô nồi cháo nằm đâu! Chúc mừng ba bổ sung mấy con gà này vào cái bộ sưu tập mà những con nào ba nuôi đều chết. Dù sao con cũng thấy là nhờ ba nuôi mà nó mập hơn, nó xinh đẹp hơn, có điều nó đoản mệnh thôi. Trời ơi, công tình nuôi chứ đã rồi chết biết sống sao đây. Đừng có ngồi tiếc hụi hụi rồi làm thêm lần sau thể nghiệm nữa nha. Một lần này thôi đủ rồi đó, là đủ kinh nghiệm luôn rồi đó. Thôi thì lần đầu cũng như lần cuối, hứa với cả nhà là lần sau không nuôi gà nữa. Ê, cái gì? Không nuôi gà tức là nuôi thêm một cái con khác nữa đúng không? Lại thể nghiệm và lại tiếp tục như vậy nữa đúng không? Làm ơn đừng thể nghiệm nữa nha. Một lần ăn hai con gà như vậy á là đủ lắm rồi á. Nhưng mà ấm ức lắm. Mình không nuôi con này con kia thì làm sao giàu được, phi thương bất phú. Ba à, con thấy mẹ nó đúng đó. Ba kiếm cái gì á, vui vui làm thôi cho đỡ stress là được rồi. Tôi nói ông nghe nè, làm ăn á thì mình cũng phải có cái duyên, mà kinh doanh á thì mình cũng phải có chuyên môn sâu. Mà mình không có một cái chuyên môn nào hết trơn á thì làm sao mà đòi phú gì không phú được. Nghĩ đi nghĩ lại, em nhớ là cái hồi mà làm phát thanh đó. Làm ở phát thanh coi vậy chứ nó nhàn và nó an toàn, nó hợp với tôi. Thấy ông nói vậy là chính xác rồi đó. Ông là chỉ hợp với công việc làm phát thanh, cái nghề đầu tiên ông chọn và cũng là cái nghề cuối cùng luôn. Đừng có mon men vô những cái nghề kinh doanh này nữa nha. Dạ đúng rồi đó ba. Ba làm phát thanh đi, rồi con với anh hai sẽ phụ giúp ba thu thanh, rồi làm văn nghệ, góp vui cho sớm của mình. Thật ra con rất thích ăn cháo gà, nhưng mà con thấy mọi người nói rất là đúng. Ba nên làm phát thanh thôi, mà đừng nuôi gà nữa. Bây giờ ăn đi. Rồi mình sẽ sẵn mình chúc mừng cho dự án tương lai sắp tới của sáu gà này sẽ thành công vang dội. Được rồi, ăn đi thưa con, ăn cháo gà đi. Dạ. Gia đình là nơi ủng hộ, tiếp thêm động lực để tất cả các thành viên có thể được làm tất cả những điều mình thích.